tổng diện tích 1 hecta cà phê tơ đang xen tiêu, đường ô tô vô thoải mái, đất đỏ bằng đẹp, tưới hồ. Sổ là bao nhiêu? Sổ là 9 sao 8 mấy ạ. À, vậy là sổ là đúng 1 hecta luôn không? Ừ. Còn thiếu mấy mét ha. Cả này đang mới trồng, bắt đầu cho thu. Cà phê ok. Cà phê giống mới, đẹp. Tổng diện tích 1 hecta. Hồ ở dưới à nga? Hồ ở dưới rẫy phía đuôi. Đó. Nhà dân đối diện này. Nhà này chưa cái sân rộng để phơi cà. Bên này phải không? Bên này của mình. À bên này. Đó, cả bên này. Đến cái sạc cái sao đó, cái sao xanh đó vòng xuống. Bên dưới khe. Đó. Cả tơ này. Cà đều như vậy hết. Và chủ nhà đang mong muốn bán nên bán giá rất là rẻ. Mặt tiền đường đất này khoảng tầm 60 mét. À, đi vào nhà đây. Bìa hiện tại là đúng 1 hectare luôn. Tức là gần 10.000 mét vuông. Bao nhiêu chủ nhà bán? 1 tỷ 1. 1 tỷ 1 là chủ nhà bán anh chị ha. Việc giá cả thì anh chị cứ liên hệ với chủ nhà để làm giá nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video.